Siêu thị máy tính chính hãng đang xin chào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau trong clip giới thiệu về sản phẩm mới và đó là Asus ZenBook OS 305 UA FC013T với một thiết kế nhỏ nhắn chỉ bằng một tờ giấy A4, một logo Asus sáng bóng cùng với vỏ ngoài hợp kim tạo cho bạn cảm giác rất là sang trọng và lịch lãm. Máy cũng khá là nhẹ nhàng giúp bạn dễ dàng di chuyển, cấu hình cao, nhiều công nghệ tối tân mà giá thành chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng tại An Khang mà thôi. Điểm qua một chút về công nghệ mà hãng đã trang bị cho Asus OS 305 UA nhé. Đó là cấu hình trung cấp Core i5, chip Skylake mạnh mẽ với xung nhịp cao, có thể tự động ép xung lên đến 2,8 GHz. Vì thế mà chiếc máy của chúng ta có thể xử lý được nhiều yêu cầu công việc cao của bạn. Bộ nhớ RAM 8 GB và một ổ cứng SSD 256 GB, đặc biệt siêu nhanh, siêu bền và chống sốc cực tốt, bảo vệ dữ liệu của chúng ta tốt hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi cầm sản phẩm của chúng ta trên tay bởi độ nhẹ của máy chỉ khoảng 1,3 kg mà thôi, rất thích hợp cho những nữ doanh nhân hoặc những người hay phải di chuyển, mang đến văn phòng, đi gặp đối tác hoặc đi cà phê. Cùng quan sát về bàn phím của máy. Vâng, bàn phím của chúng ta có độ nảy ở mức độ trung bình. Màn hình LED chống lóa, kích thước vừa phải 13.3 inch rất dễ để bạn bỏ túi và băng đi. Với thiết kế hoàn toàn làm bằng kim loại với các đường vát bóng loáng, màu ánh kim nhìn rất là thời thượng, thích hợp với phong cách doanh nhân. Phía bên cạnh trái của máy chúng ta sẽ có một số cổng kết nối. Đầu tiên là cổng USB 3.0 tốc độ cao, một cổng USB thông thường, thêm một khe cắm thẻ nhớ máy ảnh, rất là phù hợp với những người hay phải di chuyển, đặc biệt là khi đi du lịch. Cạnh phải thì cũng đơn giản không kém, chỉ một cổng USB 3.0, một jack cắm tai nghe và một cổng HDMI giúp bạn kết nối với máy chiếu hoặc là TV, rất là hữu ích trong công việc của bạn. Các bạn có thể quan sát thấy các góc của máy được bo tròn, nhìn rất là mềm mại và uyển chuyển. Nắp máy và phần bên được làm bằng kim loại bền đẹp, nhưng phía dưới đáy của chúng ta chỉ được bảo vệ bằng một tấm nhựa với một pin liền 3 cell và khe tản nhiệt kéo dài sang hai bên. Theo thử nghiệm của chúng tôi thì bàn phím của Asus ZenBook OS 305 UA của chúng ta thích hợp với những bạn ưa giải trí, có đầy đủ các chức năng nhưng độ nảy ở mức độ phổ thông. Bàn di chuyển của chúng ta khá là mịn, thoải mái khi lướt web, thao tác rất là nhanh. Về khả năng giải trí của máy thì sao ạ? Asus OS 305 UA được trang bị bộ loa 2.0, được bố trí ở phía rìa đáy máy, cùng với âm thanh lọc Sonic Master và một màn hình với độ phân giải cao Full HD, chắc chắn sẽ phục vụ bạn rất là tốt nhu cầu xem phim, nghe nhạc. Rõ ràng khi sở hữu một chiếc laptop doanh nhân sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, phù hợp để di chuyển, vừa đáp ứng mọi nhu cầu làm việc bận rộn của bạn. Trên đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà đi được tư vấn trực tiếp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.